Đây là khu vực phía sau đồi cát tràn ở phường Hàm Tiến, một trong những điểm xảy ra sạt lở cát nghiêm trọng tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, sau cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 20 đến rạng sáng 21 tháng 5 năm 2024. Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, đã lên phía sau đồi cát tràn để quan sát nguồn nước từ phía đường Võ Nguyên Giáp, hay còn gọi là tỉnh lộ 706B tràn xuống. Theo ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, thay vì hệ thống thoát nước từ đường Võ Nguyên Giáp đồng bộ dẫn nước mưa theo cống ra biển, thì hệ thống cống từ đường này có như không có, khiến nước mưa chảy tự do, tạo thành cái ao nước trên cao ngay phía sau nhà dân. Đây là cái ao vỡ đê để đưa xuống khu vực Hàm Tiến. Khi lượng nước quá lớn vỡ bờ thành dòng chảy xiết tràn xuống đường, mang theo cát lấp vào nhà dân cao tới 1 mét. Để khắc phục và tránh tình trạng mưa tiếp tục đêm 21 tháng 5, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết đã cho xe múc đắp thành bờ đê phía trên cao đường Nguyễn Đình Chiểu, chia cắt dòng chảy không để nước dọc thành ao. Tuy nhiên, theo ông Phan Nguyễn Hoàng Tân thì đây chỉ là giải pháp tình thế tạm thời. Cũng theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, khoảng 14 giờ chiều ngày 21 tháng 5, điểm cát tràn ở phường Hàm Tiến gây tắc nghẽn tuyến đường ven biển Mũi Né đã được thông xe, các lực lượng bắt đầu chở nước đến rửa đường. Tuy nhiên, tại điểm tràn cát tại khu vực đầu đường Huỳnh Thúc Kháng thuộc phường Mũi Né, do lượng cát tràn xuống đường quá nhiều, các lực lượng đang khẩn trương rửa đường, dọn dẹp vệ sinh cho người dân và du khách lưu thông. Theo diễn biến dự báo thời tiết từ Đài khí tượng Thủy văn Bình Thuận, chiều tối 21 tháng 5, khu vực ven biển Bình Thuận khả năng vẫn còn mưa lớn. Nếu lượng mưa tiếp tục lớn như tối 20 tháng 5, thì việc cát tràn trên đồi cát Hàm Tiến Mũi Né sẽ khó tránh khỏi. Ông Phan Dương Cường, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cho rằng, tại vị trí tràn cát thuộc phường Mũi Né là do mưa lớn, nước xé ngang đường nội bộ công trình bất động sản rồi chảy tràn xuống đường giao thông. Do vậy, trước mắt Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận yêu cầu chủ đầu tư công trình bất động sản này phải huy động xe, máy lấp các điểm sạt lở, điều chỉnh các hướng thoát nước và có người túc trực để xử lý kịp thời trong trường hợp mưa lớn tối 21 tháng 5. Hiện điểm sạt lở cát ở phường Mũi Né không gây thiệt hại gì nhiều, chỉ một nhà hàng phía dưới bị cát tràn vào nhưng khối lượng không lớn. Trong sáng 21 tháng 5, chủ nhà hàng này đã huy động nhân viên cào hết cát ra ngoài. Còn đối với điểm sạt lở tại đường Nguyễn Đình Chiểu thuộc phường Hàm Tiến, dù không có thiệt hại về người nhưng cát từ trên đồi xé thảm cây tạo thành dòng chảy xiết tràn vào nhà dân, tràn xuống đường, ít nhất có 4 nhà dân, 3 nhà hàng bên dưới bị cát tràn vào nhà, lượng cát rất lớn. Nguyên nhân vụ cát tràn được xác định do hệ thống cống thoát trên cao chưa đồng bộ. Trong ngày 21 tháng 5, các lực lượng bộ đội, công an, đoàn thanh niên phường Hàm Tiến đã giúp dân cào cát làm sạch trong nhà dân. Nhưng lượng cát tràn xuống còn lấp hết khu vườn một căn nhà phía chân đồi và đe dọa một căn nhà lầu nguy cơ sẽ bị sập nếu tiếp tục mưa lớn. Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết cho biết, điều quan trọng là phải có hệ thống ống cống thoát nước được vận hành đồng bộ, đấu nối liên kết với nhau, kể cả các điểm ở phường Mũi Né có nguy cơ sẽ sạt lở tương tự bất cứ lúc nào. Đây không phải là lần đầu tuyến đường ven biển Mũi Né bị tràn cát. Năm 2022-2023 từng xuất hiện tình trạng tương tự và cũng làm tê liệt giao thông cả tuyến đường này do cát tràn từ một công trình bất động sản trên đồi cao xuống nhà dân. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan trong các bản tin sau.